Thưa quý vị, Sở Y tế Quảng Nam vào sáng nay cho biết 14 người trên 3 chuyến bay từ Hàn Quốc và 1 chuyến bay từ Mỹ nhập cảnh Quảng Ngãi có kết quả giải trình tự gen virus nhiễm biến chủng Omicron. Cụ thể, trước đó 4 ngày, Sở đã gửi 15 mẫu bệnh phẩm hành khách nhập cảnh đang cách ly tập trung đến Viện Pasteur của Nha Trang để giải trình tự gen virus. Chiều 30 tháng 12, kết quả 14 mẫu dương tính với biến chủng Omicron. 14 người đều quốc tịch Việt Nam đã tiêm 2 cho đến 3 mũi vaccine, trong đó 8 người đi chuyến bay VN99 từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 12, 3 người đi chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 24 tháng 12, 2 người đi chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12, 1 người đi chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng vào ngày 21 tháng 12. Bộ Y tế xác nhận thông tin và cho biết các trường hợp này đều đang được cách ly. Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần. Bên cạnh những đơn vị còn giữ bí mật về mức thưởng cuối năm 2021 thì nhiều doanh nghiệp đã chốt phương án và thông báo tới người lao động. Ghi nhận của phóng viên VTC tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dù thiếu nhân công, chi phí thực hiện phương án vừa sản xuất vừa cách ly tăng cao, giá nguyên vật liệu có lúc lên đến 60% vì đứt gãy chuỗi cung ứng. Song doanh nghiệp này vẫn nỗ lực duy trì sản xuất và đạt mức 70% sản lượng so cùng kỳ năm ngoái, qua đó đảm bảo nguồn lương và thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng của chúng tôi là đạt tới cái mức là 17 triệu đồng cho một cái kỳ Tết cho cán bộ công nhân viên. Và đó là mức cao nhất, và cái mức thấp nhất là chúng tôi cũng đạt bình quân khoảng 5-6 triệu đồng. Ngoài ra là các cái sản phẩm của công ty cũng là một trong những cái phần quà mà không có người nào có thể thiếu được. Như mọi năm, công ty có 100% vốn nước ngoài này đã duyệt chương trình tổ chức một bữa tiệc tất niên vào những ngày đầu tháng 1 và sẽ sắp xếp gửi cho hơn 500 cán bộ công nhân viên tiền lương tháng 13. Thưởng cuối năm, 80-90% người lao động sẽ nhận được món quà thêm. Món quà có thể có trị giá từ thấp nhất là cỡ 700-800 ngàn và đến cao nhất là chừng 10-15 triệu. Tương tự khi thương lượng về mức thưởng Tết giữa công đoàn và doanh nghiệp đưa ra nhiều phương án, quyết định cuối cùng đảm bảo hài hòa lợi ích đôi bên và để công nhân mới và có thâm niên không chịu thiệt thòi. Ngoài một cái lương tháng thứ 13 của anh em công nhân, trung bình là tối thiểu như là từ 7 đến 8 triệu thì chúng tôi vẫn có thể có lương tháng 14 thứ 15 và các cái phần quà cho các cán bộ công nhân viên. Liên đoàn lao động thành phố thì cũng đã có yêu cầu công đoàn các cấp phối hợp với lại người sử dụng lao động để có cái thống nhất về cái phương án trả lương, trả thưởng và cái chốt cái thời gian nghỉ Tết của doanh nghiệp đối với người lao động để cho người lao động người ta nắm và có cái chủ động. Tết Nguyên đán năm 2021, năm đầu tiên ảnh hưởng của đại dịch, khiến việc làm, tiền lương, tiền thưởng của người lao động đều giảm sút. Mức thưởng Tết âm lịch chỉ bằng 95% năm trước đó, song vẫn đạt 6,36 triệu đồng, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên hơn 30.000 doanh nghiệp cả nước. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa trong dịp cuối năm 2021, đầu năm mới 2022, đặc biệt là mua sắm hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch dự trữ nguồn hàng thiết yếu với tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Mọi năm, thời điểm này tiểu thương kinh doanh tại các chợ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu tích trữ mặt hàng Tết thiết yếu để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên phần lớn các hộ kinh doanh rất dè chừng trong việc tích trữ hàng hóa Tết. Do tình hình dịch bệnh nên là mình có trữ hàng hóa để phục vụ Tết, nhưng mà cái lượng ít chứ không có nhiều không. Có trữ để mà phục vụ Tết nhưng mà không có lượng ít. Qua thực tế thì một số cái mặt hàng bánh kẹo, mứt hột dưa, những cái thiết yếu mà phục vụ trong ngày Tết ấy, thì hộ kinh doanh cũng rất dè chừng trong cái dự trữ cái lượng hàng để phục vụ cho cái Tết ấy, thì so với các năm thì năm nay là bà con cũng rất dè chừng, cũng lấy cái lượng vừa phải để bán theo trong cái thị trường tình hình hiện nay.
Trong khi đó, tại các trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ lớn như siêu thị lại tăng lượng trữ hàng Tết lên đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó là các chương trình giảm giá, bình ổn các mặt hàng thiết yếu được người tiêu dùng tiêu thụ mạnh trong dịp cuối năm như bánh kẹo, mặt hàng tươi sống. Chúng tôi vẫn trữ hàng và đặt hàng tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Và để chia sẻ, biết được năm nay là Covid là một cái năm cũng khá khó khăn đối với hầu như tất cả các khách hàng. Nên là đồng hành với vấn đề đó là siêu thị Go Đà Nẵng cũng đã chạy những cái chương trình mà phù hợp cụ thể, như là sẽ giảm giá trực tiếp lên sản phẩm từ 30 đến 40% tất cả các hàng hóa. Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, nguồn hàng thiết yếu phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm nay có tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng, với sự tham gia của 19 đơn vị doanh nghiệp siêu thị trên địa bàn. Trong đó gạo nếp 1.650 tấn, 4.000 tấn thịt các loại, hơn 2.000 tấn rau củ, quả. Tinh thần chung, tâm lý chung là doanh nghiệp cũng mong muốn đẩy mạnh cái việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của mình vào cuối năm để đẩy mạnh cái việc bán hàng, thúc đẩy cái hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và đồng thời cũng đáp ứng cái nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp cuối năm. Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị sẵn 40 điểm bán hàng lưu động tại các quận huyện để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp cuối năm, trong trường hợp tình hình dịch bệnh phát sinh diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, vào chiều ngày 30 tháng 12, Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ tổ chức khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, huyện Chương Mỹ có nhiều sản phẩm làng nghề nổi tiếng khắp miền Bắc với các thương hiệu như gạo hữu cơ Đồng Phú, rau củ sạch Trúc Sơn, bưởi hữu cơ Nam Phương Tiến, sản phẩm mây che đan Phú Vinh. Đồng thời đã xây dựng phát triển 59 sản phẩm ô cốp được đánh giá phân hạng trên cơ sở sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống của địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm, quảng bá đến người tiêu dùng và du khách đến với huyện Chương Mỹ. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp được đặt tại CM Mart chợ Đông Phương Yên. Đây là một trong 3 điểm ô cốp của chuỗi CM Mart trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Tại đây trưng bày sản phẩm ô cốp của huyện như là rau củ Trúc Sơn, bưởi Chương Mỹ, trứng gà Tiên Viên, Đồng Phú và các sản phẩm ô cốp tiềm năng của Hà Nội và các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên. Thưa quý vị, sáng nay Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tới dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Tài nguyên Môi trường. Năm 2021, với đầy khó khăn thách thức, nhưng ngành Tài nguyên và Môi trường vẫn thực hiện nhiều giải pháp đột phá, tháo gỡ những vướng mắc thể chế để phát huy nguồn lực tài nguyên trong phát triển kinh tế xã hội. Nút thắt về quỹ đất được giải quyết, vướng mắc về nguyên liệu khoáng sản cho sản xuất từng bước được tháo gỡ, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các dự án hạ tầng quan trọng, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng, bảo vệ nguồn nước, phòng chống hạn hán. Nguồn thu ngân sách từ đất đai đạt gần 15,2% ngân sách nội địa. Nguồn thu từ khoáng sản đạt 4.589 tỷ đồng, thu từ tài nguyên nước đạt khoảng 5.900 tỷ đồng. Sang năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, thúc đẩy các giao dịch về quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản công khai, lành mạnh, giải quyết hiệu quả tình trạng lãng phí, thất thoát, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời sẽ quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng cường điều tra địa chất phục vụ quy hoạch kinh tế xã hội, phát triển không gian ngầm, giảm nhẹ tác động tai biến địa chất trong điều kiện biến đổi khí hậu. Vào tối qua ngày 30 tháng 12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra khi một kho vải thuộc xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bất ngờ bốc cháy. May mắn không gây thiệt hại về người, song toàn bộ phần nhà kho rộng gần 1.000m² đã bị thiêu rụi. Nơi xảy ra cháy là kho vải tại tổ 6 xã Ninh Hiệp. Theo người dân địa phương cho biết, vào khoảng 18 giờ, sau một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng bán đồ ăn, ngọn lửa nhanh chóng lan sang kho vải. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy Hà Nội đã điều 6 xe tới hiện trường. Đến khoảng 22 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Họ nổ những bình ga mini thôi cũng rất may, nó mới lan sang cái bãi vải là sao. Nói chung là thiệt hại nhiều lắm, khổ thân lắm. Nhà mình may ở cái dãy này thì nó còn cách cái kho vải là khoảng 2-3 mét. Thì là rất may là công an họ đã dập được, thì nó không lan sang cái dãy kia ốp.
nhưng mọi người vẫn vứt hàng hóa ra ngoài để phòng ấy. Ai chả sợ hỏa hoạn nên nhà chú về đây chú phải tắt hết cầu giao điện hết, cẩn thận. Theo ghi nhận hiện trường trong sáng nay, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng phát. Dù lực lượng cứu hỏa đã có mặt nhưng chỉ di chuyển được một phần tài sản ra bên ngoài. Toàn bộ khu nhà xưởng đã đổ sập, thiệt hại bước đầu ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 553 đại biểu. Với phương châm đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo và phát triển, đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp hội và đội ngũ người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu và nhân văn. Đại hội khẳng định, trong những năm qua, báo chí nước ta phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình và công nghệ. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 830 cơ quan báo chí thuộc 4 loại hình, báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử. Có 45.000 lao động việc làm trong các cơ quan báo chí, trong đó có 20.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề. Báo chí đã tích cực chủ động, kịp thời phản ánh tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát phản biện xã hội. Báo chí là lực lượng chủ lực, đi đầu trong tuyên truyền phòng chống, đẩy lùi đại dịch COVID-19. Đặc biệt, báo chí tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, nhà nước, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn tồn tại một số hạn chế, sự gia tăng nhanh chóng số lượng cơ quan báo chí dẫn đến bất cập trong quản lý. Một số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ mục đích, xa đà vào những thông tin về mặt trái của xã hội, thiếu tính nhân văn, phản giáo dục. Một số ít người làm báo lợi dụng danh nghĩa báo chí, vụ lợi, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Một số cơ quan báo chí tự chủ được tài chính hoặc một phần tài chính, có những sáng kiến đối với các hoạt động phù hợp với nghề nghiệp, tăng thêm nguồn thu mới, giảm sự hỗ trợ từ ngân sách của nhà nước. Tuy nhiên, về tổng thể kinh tế báo chí cả nước còn nhiều hạn chế. Các cơ quan báo chí không có nguồn ngân sách hỗ trợ, không bắt kịp được xu thế hoạt động kinh tế truyền thông hoặc không đủ năng lực để tạo ra sản phẩm báo chí phù hợp đã bộc lộ nhiều yếu kém tiêu cực. Tổng cục Thống kê cho biết trong năm 2021 có tới 120.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,8%, và trong đó phần lớn là những doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ. Tổng cục Thống kê cho biết, làn sóng dịch bệnh lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài, nhất là quý 3 năm 2021 đã tác động tiêu cực đến gia tăng số lượng doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2021 đạt gần 160.000 doanh nghiệp, giảm 10,7% so với năm 2020. 119.800 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 17,8%, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ. Năm 2021, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn gần 55.000 doanh nghiệp, tăng 18% so với năm trước. 48.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể, tăng 27,8%. 16.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, trong đó có 14.800 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 4%. 211 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, giảm 20,7%. Bình quân một tháng có gần 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trước tình trạng vận chuyển hoa quả bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, nhiều xe đã quay đầu tìm đường tiêu thụ hàng hóa ở trong nội địa. Mong cho gỡ lại vốn liếng, nhiều người đã phải đưa hàng về các tỉnh, trong đó có Hà Nội để tiêu thụ với giá rẻ. Dọc các tuyến đường lớn trong nội thành, nhiều điểm bán nông sản tự phát mọc lên, treo biển hiệu, giải cứu, chủ yếu là mít Thái, thanh long, dưa hấu. Anh Thanh, một thương lái bán mít trên phố Cương Kiên, quận Nam Từ Liêm cho biết, giá mít Thái, Tiền Giang anh bán ra dao động từ 12 đến 15 ngàn đồng một kg, còn bán theo quả thì từ 80 đến 120 ngàn đồng một quả. Do giá bán hợp lý nên mỗi ngày anh bán ra trung bình từ 300 đến 400 quả. Bán số lượng này nó không được nhiều như mọi năm. Mọi năm người ta thu mua nhiều thì mình bán luôn tại vườn thì mình còn đỡ khổ. Bây giờ chuyển ra bán lẻ thì nó vừa vất vả mà thu nhập nó kém hơn. Bây giờ phải đi bán để lấy tiền giả phân, giả do, giả thuốc sâu, thứ.
bây giờ nợ rồi thì bán thì lấy đâu tiền mà trả người ta. Dọc tuyến đường Nguyễn Xiển đoạn qua huyện Thanh Trì, mít, dưa hấu được bày bán ngay tại xe container. Bất chấp đang cao điểm dịch Covid-19, nhiều người chen chúc đến để mua hàng. Một phần vì giá hợp lý, một phần cũng muốn chung tay ủng hộ người dân và thương lái trong thời điểm khó khăn này. Em đi qua đây em thấy là có xe giải cứu thì mới mua thôi. Giá thành quả này thì 80.000 một quả thì thấy bình thường, không rẻ không đắt. Nhưng mà mua thì ủng hộ thôi. Trong các mặt hàng nông sản bị ùn ứ ở cửa khẩu, không thể thông quan, mít, thanh long hay cả dưa hấu là sản phẩm dễ bị thối, hỏng nhất. Loại quả này một khi đã chín thì rất khó để được lâu. Nên dù có được giải cứu thì nhiều tiểu thương vẫn đứng trước nguy cơ thua lỗ khi đưa hàng quay lại tiêu thụ. Nói chung là một container của họ là khoảng 24 tấn. Nhưng mà để mà chọn ra để bán được cho người dân thì khoảng độ được 3-4 tấn thôi. Cũng không được nhiều vì trên đấy nó ùn tắc, nó ở trên đấy lâu quá nên mít nó cũng bị hỏng. Còn những quả hỏng là chỉ có đổ đi chứ không thể bán được cho người dân nữa. Cũng theo các chủ xe, trong những ngày tới, nếu hàng hóa vẫn chưa thể lưu thông, họ phải chấp nhận bán với giá rẻ bằng 1/3 so với giá bán thông thường. Bởi số hàng đã tồn đọng trong gần 2 tuần qua rất lớn. Trước những khó khăn trên, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội cũng đã chia sẻ những thông tin, kêu gọi cùng nhau đến mua giải cứu nông sản cho người dân.